sắc vóc đời thực bạn gái Johnny Trí Nguyễn, dáng đẹp nhờ tập võ và ăn chay, nhung kết, bạn gái của nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn được xem là mỹ nhân trong làng giải trí Việt. Cô có vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt cá tính. Để sở hữu được vóc dáng thon gọn, người đẹp phải tập luyện rất nhiều, cô có niềm đam mê với yoga và việc thực hành hàng ngày giúp cho cơ thể được cân bằng, bên cạnh việc tập yoga, nhung kết còn đặc biệt tập nặng với các bài võ. Nhung kết chia sẻ, mỗi ngày đều đặn tập võ 2 tiếng, từ thứ hai tới thứ sáu. Nghỉ thứ bảy, chủ nhật phương pháp này không chỉ giúp tiêu hao được lượng lớn calo mà còn hỗ trợ cô trong việc thực hiện các cảnh quay hành động là bộ môn yêu cầu thể lực cùng sự phối hợp cơ thể ở mức cao nên việc chấn thương là điều không tránh khỏi bản thân nhung kết cũng liên tiếp gặp vấn đề này nhưng cô vẫn kiên trì dưỡng thương rồi trở lại rèn luyện kết hợp điều này với việc rèn luyện giúp nhung kết cảm thấy khỏe mạnh cơ thể nhẹ nhàng thần sắc tốt hơn bạn gái do ni trí nguyễn không ăn chay trường mà kết hợp đang sen hiện tại không chỉ những người theo tôn giáo mới ăn chay mà đây đang là xu hướng vì mang lại lợi ích cho sức khỏe chẳng những vậy nó còn giúp bạn giảm cân khi hạn chế dung nạp các loại chất béo xấu nhiều người vẫn có quan niệm ăn chay thiếu chất nhưng thực tế bạn vẫn có thể cân bằng bằng cách lựa chọn đúng thực phẩm